quý vị, các anh chị và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ khui hộp một cái sản phẩm đạt trên mạng đó các bạn. Thì đây là mình đặt mua một cái túi đựng cho con Osmo Action 3. Tại vì như các bạn biết là cái DJI không có có cái túi đựng á. Thật ra là để bảo quản con Osmo Action 3 thì phải mua đặt một cái túi nha các bạn. Thì bây giờ mình khui nè các bạn. Thì trong quá trình đặt hàng thì mình có đặt thêm một số cái phụ kiện khác, sản phẩm khác nữa nha các bạn. Thì để mình khui ra hết cho các bạn coi. Đó. Chịu cái tem này. Rồi, đây. Cái chi tiết đầu tiên này các bạn thấy không? Đây là cái hộp của để đựng con Action 3 nè. Mình có đặt thêm một cái thẻ nhớ micro SD nha các bạn. Và thẻ này là thẻ của Xiaomi nha các bạn. Thì mình dùng thử coi cái này nó như thế nào. Hàng này hàng con, cái thẻ này hàng mới nè. Đây mình để ra luôn. Đó. Đây là cái hộp đựng con Action 3 đó các bạn. Và thêm cái nữa đây. Thì đây là cái micro không dây này các bạn. Micro không dây. Như vậy đó, đây mình đặt là 3 món tất cả. Một là cái hộp đựng cho con Action 3. Thứ hai là cái micro không dây nè. Và cái thứ ba là cái thẻ nhớ nè nha. Thì ba cái sản phẩm như vậy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đây. Cái túi đựng nè, mình khui ra luôn nha. Để đựng con Action 3 nè các bạn. Đây là một sản phẩm nè. Bỏ ra luôn cho các bạn thấy. Đây. Đó. Để đặt kia đây để bảo vệ cái con Action 3 nè các bạn. Thì ở đây con Action 3 đây các bạn ha. Thì mình mở ra luôn. Mình đặt chìa khóa nó làm sao. Đây. Như vậy là phải gỡ luôn cái ngàm luôn nha các bạn. Ôi hơi rộng. Hơi rộng rồi các bạn. Như vậy thì khi để thì các bạn muốn cho nó an toàn thì phải phải có miếng đệm cho nó mềm á. Còn theo hình ảnh thì nó cái này đặt ở đây. Rồi cái miếng bo này đặt ở đây. Đó. Cọng cáp bỏ đây nè các bạn. Cọng cáp sạc ở đây nè. Cái con ốc để đây. Mình cũng để tạm thời đây, mình chưa có biết nó làm sao nữa. Pin á thì để ở đây. Đây để tôi tháo pin luôn. À. Máy để đây. Và pin để đây nè các bạn. Pin để sao nó dễ lại. Rồi. Cái khay này các bạn. Như vậy trong trường hợp này nó đã tính toán là để cả cái khay luôn nha các bạn. Trên con Oppo Action á, cho nên trong trường hợp là nếu mình không có để khay. Đây.
khay ra các bạn. Lâu quá không để là nó hơi đấy. Rồi như vậy là nó để cả cái kiềng luôn các bạn, tức là cái khay nằm ở ngoài luôn đó. Thì toàn bộ của cái bản đơn của Action 3 là như vậy đó, thì cho các bạn xem thử như thế nào. Như vậy là khi toàn bộ cái chi tiết của bản đơn của camera DJI Osmo Action 3 đưa hết vào tổng hợp rồi các bạn. Thì cái túi đựng này á là nó đựng cho cả combo, nhưng mà combo vẫn thiếu, combo nó thêm cây gậy nữa thì không có chỗ để. Thành ra là giống như nó lấp lửng á, mình thì mình mua bản bản đơn cho nên nó cũng còn dư vài chỗ. Nhất là nguyên cái này nè, để anh bỏ thêm phụ kiện này khác cái nọ các bạn, chẳng hạn như là cái thẻ nhớ này cũng được nè, bỏ vô đây. Tất nhiên là quay này là không có xài, không biết thẻ nhớ này như thế nào, mình mua để thử nghiệm thôi. Thì để xài thử, tại vì có thương hiệu mới mà. Cái này hình như là của Xiaomi hay sao đó. Rồi như vậy là mình đã đặt một cái hộp đựng, cái túi đựng để bảo quản con Action 3, vì bản thân của Action 3 thì nó không có túi đựng, thành ra là nên mua để bảo quản nó. Và ở đây là bản đơn, cái túi này thì xài cho cả bản combo luôn nha các bạn. Cả combo thì chỉ trừ cái gậy thôi, còn như là đưa vô đủ hết. Mình có bỏ thêm, có thể bỏ thêm một số cái khác ở cái túi này còn rất là nhiều nè các bạn. Rồi mình đóng lại các bạn. Rồi tiếp tục cái chi tiết số 2 nè, khi mở hàng ra đây, cái thẻ nhớ này các bạn, thì mình mua cái thẻ này là 32GB, chưa khui chưa gì hết nha các bạn, chưa khui, rồi còn nguyên siêu luôn, nguyên hết. Rồi mình để vô đây, từ từ mình khui mình sẽ sử dụng. Và thẻ này thì chắc chắn là không bằng SanDisk rồi các bạn, nhưng tại vì mình hiếu kỳ mình mua mình thử nghiệm coi sao. Và so với lại cái thẻ là dàn này, dàn mới này. Rồi cái chi tiết số 3 đây. Đó. Đây micro nha các bạn, micro về hát chơi đó. Ca nhạc rồi đây, ghi âm vân vân, rồi có xài thẻ luôn, rồi có cổng USB luôn. Rồi đây là cái mặt hướng dẫn các cái nút chức năng này coi ha. Đây chức năng này, nút chức năng thì cái này anh em sử dụng. Còn màu thì rất là nhiều màu, vàng, đen, như là màu hồng nè, xanh, màu pin là màu xám luôn, nhiều màu. Còn cái mình mua là black, là đen nè, có nó chấm vô nè. Rồi mở ra luôn, đây các bạn, một sản phẩm. Chúng là nó phải có catalog nữa nha các bạn, nhưng mà chắc lẽ nó cu tăng tơi tả cho mình, không có catalog. Rồi cộng cáp,
cấp sạc nằm đây nè các bạn. Đen quá ha. Không biết là quay phim thấy được cái gì không. Rồi mở nguồn coi sao. Rồi chưa có gì hết trơn các bạn. Giờ mới đi sạc mới được. Rồi sau khi mình sạc sơ bộ một chút để mình thử coi thử nó như thế nào hết các bạn. Rồi bây giờ mình nổ nguồn nè các bạn. Lúc nguồn ở đây nè. Rồi chỉnh chép thử coi sao. Đêm nay em ngồi lặng yên nghe anh kể chuyện xưa bao năm dấu trâu tiêu tình mình từ thuở tuổi nỗi vui mà ta chưa biết nên để ở riêng đầu nghiêng cũng ổn các bạn. Đi picnic đi dã ngoại rồi có vậy là đủ rồi. Nó không có ngon lắm nhưng mà đại khái là coi như là có còn hơn không. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin cảm ơn rất là nhiều. Bye bye.